cô uống gì? Để cháu. Cô đi uống cà phê à? Cô uống với ai? Không, nay không có cà phê, cà pháo gì cả. Cô đi ship hoa quả. Chả là vì hôm trước cô có ít hoa quả ở nhà hái được. Thế là cô bé cô ấy đến mua. Thế hôm nay cô lại đến mua nhưng mà nó hết mất rồi. Thì cô bảo là cô ra chợ cô mua hộ. Thế thì là cô bé cô bảo đồng ý. Thế là cô đi mua hộ ở chợ mang về đây. Thế cô có số điện thoại người đấy không? Đây. Mày xem có cái gì này. Hồ ly à? Cái hồ ly chứ ai nữa? Hồ ly ở quán mình nhá. Rồi. Đây thằng nào. Gọi. Alo. Bà ly. Bà đặt hàng thì bà ra bà lấy này, người ta ship đến đây này. Đi đâu đấy? Nhanh. Rồi. Đây. Đấy nó ra bây giờ. Rồi cô chờ tí nhá. Đi, bà đang nhờ tí việc. Vâng. Cô chờ tí cô nhá. Đi à? Vâng. Cháu có tí công việc. Đi đâu lâu thế nhỉ? Ui giời ơi, cái làm cái gì mà cứ vội vội vàng thế nhỉ? Hoa quả của cháu đâu? Hoa quả đây. Đây rồi. Đây, tất cả tươi ngon đây. Cô mua hết tất cả 500.000. 500.000 gì? Có 500.000 luôn. Đây của cô đây. Nhưng mà cô nhớ những gì cháu dặn. Tiền thật đấy. Ai mà hỏi cô ấy thì cô bảo là cô ship từ bên hoa quả sạch bên kia sang, nhớ chưa? Không được nói là mua ở chợ, mà hỏi về tiền là bảo 1.500.000. Ôi thôi chết, thế bạn nãy là vừa nói là cái chỗ hoa quả này là cô mua ở ngoài chợ rồi. Cái gì? Cô nói với ai? Thì cô nói với... Tôi. Này, thế hóa ra là cô mua cái này là hoa quả ngoài chợ. Sao cô nhập về đây? Đúng rồi. Cô bảo là hoa quả sạch, mà mua hết tận bao nhiêu nhỉ? Mới 1.500.000. 1.500.000. Thế là hóa ra là định ăn ra 1.000.000 à? Đúng rồi. Anh Thành. Thôi, không phải xin xỏ gì cả nhá. Tôi là chúa ghét nhất là những cái người mà nói dối. Đúng rồi. Đấy, không những thế ở đây còn tham nhũng của công ty. Không rồi. Rồi anh ơi. Cái này nhá, viết bản để kèm điểm trừ lương. Anh. Anh Thành ơi. Anh Thành. Rồi ạ. Sao cô nhiều chuyện thế hả? Thế bảo ai nhiều chuyện? Hả? Rõ ràng là cứ hoa quả cô mua ở ngoài chợ thì cô phải nói là mua ở chợ chứ. Mà cháu có dặn gì cô đâu. Rồi ạ, tất cả là tại cô hết đấy. Anh Hớn ơi, mấy lần trước anh tâm sự với em là anh có một ông bạn thân làm về nội thất đúng không anh? Bạn anh rất là thân luôn. Đây, tức là như này, sắp tới thì em sẽ mở thêm cái khu ngoài trời ngoài kia anh kìa. Đấy. Đấy thì em sẽ đặt những cái bộ bàn ghế để ngoài đấy. Anh xem những cái mẫu này là có được không anh? Nói luôn đi còn vòng vá vòng vò. Anh em với nhau bao lâu nay rồi chứ gì phải nhờ với cậy. Bảo anh một câu rồi anh hỏi cho. Vâng. Thế thì đâu, mẫu nào? Đây. Anh chụp ảnh rồi anh gửi cho bạn anh hỏi xem là có những cái mẫu này không. Ok, này mẫu này là ok này. Dạ. Mẫu này để ngoài trời ok. Nó vâng. Bền đấy. Vâng. Alo, ông à? Tôi vừa gửi cái ảnh bộ nội thất cho ông ấy. Này, chỗ bên ông có cái bộ này không? Có à? Tại vì cô em nó muốn mua. Giá bao nhiêu một bộ? 6.000.000 một bộ à? Này, chỗ mình nhà thì có chiết khấu không? 10% á? 5.4 một bộ. Ok, được rồi, để tôi nói với nó nhé. 6.000.000 một bộ. Vâng. Mà chỗ người nhà thì sẽ giảm cho 10% là còn 5.4. Dạ. Hay quá. Thế anh gọi điện chốt luôn cho em cái. Với cả là anh bảo là 5.4 này thì làm tròn luôn là 5.000.000 một bộ thì em đặt luôn là 15 bộ. 15 bộ. Vâng. Mà làm tròn thành 5.000.000 một bộ. Vâng. Hay là bây giờ anh gọi điện cho bạn anh xong rồi em cứ nói chuyện trực tiếp cho dễ nhá. Dạ vâng. Này. Vâng ạ, em chào anh ạ. Dạ vâng, em vâng đang có cái nhu cầu là mua mấy cái bộ bàn ghế mà anh Hơn anh vừa gửi ảnh cho anh đấy. Dạ. Vâng ạ, anh ơi, thì em đặt 15 bộ, chiết khấu 10% đúng không ạ? Thì 5.4 thì bây giờ anh bớt xuống cho em làm tròn là 5.000.000 một bộ thì em lấy 15 bộ luôn ạ. Vâng ạ, em giả tiền luôn mà. Dạ. Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh, vâng, tốt quá ạ. Dạ. Ok rồi đúng không? Ok. Đấy, bạn thân anh mà này. Em bạn này. Ừ. Giá thì 5.000.000 một bộ. Ừ. Nhưng mà lúc nào mà ai hỏi ấy, hay như thế nào mà em viết hóa đơn ấy thì anh bảo rằng là 7.000.000 một bộ cho em nhé. Cái gì?
mua vào 5 triệu đó. Nhưng mà hóa đơn viết là 7 triệu á. Bé bé thôi. Em mời hai uống nước. Tôi có nhu cầu uống nước đâu. Đâu, em thấy là hai anh đàm phán hơi xôm. Em tưởng khát nước, em mang nước cho hai anh uống ấy mà. Mà anh ơi, em vừa nghe cái gì loáng thoáng gì đấy mà có 5 triệu tư một bộ mà ghi hóa đơn mà lên tận 7 triệu một bộ là như thế nào nhở? Đàm phán được xuống 5 triệu một bộ rồi, nhưng mà ghi hóa đơn sẽ là 7 gì? Không phải việc của cô nhá. Anh Thanh nhở? Sao? Bình thường là anh có cái câu châm ngôn gì là không thích tham nhũng của công gì cơ mà nhỉ? Cô em xin phép anh, em đi làm việc ạ. Em chào anh nhá. Thế bây giờ là hóa đơn ghi bao nhiêu tiền? Mình mua bao nhiêu thì mình phải ghi bấy nhiêu chứ anh. Ừ, thôi được ạ. Để anh gọi đi ạ. Alo. Ừ, thôi. Này, cứ ghi hóa đơn cho tôi là 5 triệu một bộ nhá. Ừ, cảm ơn bạn già. Ok bạn. Sao? Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẻ chia khúc ca. Một mái nhà